Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đập trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà sổ Hồng Dương mới hoàn thiện xong, có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 15m, sổ Hồng Dương full thổ cư. Nhà có hướng Tây, có lòng đường và vỉa hè phía trước rộng 12m cả vỉa hè quý vị nhé. Đường thông hai đầu trong một khu dân cư, thích hợp cho quý vị mua về có thể vừa ở vừa mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty, kinh doanh, buôn bán được quý vị nhé. Nhà có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vị trí gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần với chợ Đông Đô, chợ Phú Phong, gần ngã tư Miếu Ông Cù. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn qua số 0983 155 009. Hẹn gặp Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú hoặc ngã tư Miếu Ông Cù. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Bây giờ mời quý vị cùng Hồng Sơn ta vào trong tham quan chi tiết ở trong. Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe hơi cộng với phòng khách và phòng bếp rộng rãi. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng ở trên. Mặt tiền thì được chủ nhà ốp gạch hết lên tới trên và có đi dây chờ camera sẵn ở đây quý vị nhé. Nhà có 2 lớp cửa. Ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Khu vực ngoài đây là sân đậu xe hơi của căn nhà. Di chuyển vào trong là khu vực phòng khách rồi tới phòng bếp quý vị nhé. Đây là khu vực phòng khách có sẵn một bộ sofa da được chủ nhà tặng kèm và bên đối diện là khu vực kệ tivi. Nhà này tặng full toàn bộ nội thất hiện trạng trong nhà cho quý vị khi mua về ở căn nhà này. Ngoài nội thất tầng trệt, trên các phòng ngủ trên còn có nội thất khu vực ở trên nữa quý vị nhé. Trong đây là khu vực phòng bếp của căn nhà. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới đóng full kịch trần. Và ở dưới có bàn ăn kết hợp với bàn đảo đây quý vị. Phía cuối là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà. Đây là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh tầng trệt quý vị này. Đây là phòng vệ sinh tầng trệt quý vị nhé. Quý vị đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương, các khu vực như thành phố Dĩ An hoặc là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn qua số 0983 155 009. Hẹn gặp ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú để đi xem trực tiếp căn nhà này. Mình nhìn sơ qua lại khu vực tầng trệt một lần nữa, rồi cùng Hồng Sơn lên lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên. Ngoài đây là sân đậu xe hơi, tiếp tới là phòng khách rồi tới phòng bếp. Cầu thang được chủ nhà thiết kế sát bên hông và chủ nhà thiết kế cầu thang rích rắc, tay vịn bằng gỗ gò đỏ kết hợp với vách kính cường lực. Quý vị đang xem nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem và tham khảo. Lầu trên này sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có đầy đủ nội thất cũng như là phòng vệ sinh riêng trong phòng. Đối diện đây là spa, mỹ phẩm cũng như là văn phòng công ty. Phòng ngủ này thì có giường, chăn ga, gối nệm cũng như là tủ đầu giường ở đây quý vị nhé. Và bên đối diện đây là khu vực kệ tivi kết hợp với bàn phấn, bàn trang điểm. Ở đây có khu vực tủ áo phía sau cánh cửa đây quý vị. Đây là khu vực tủ áo này. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Nhà đất Hồng Sơn chào bán với giá 3 tỷ 800 triệu đồng, vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn qua số 0983 155 009 để đi xem trực tiếp căn nhà này. Phòng ngủ thứ hai này cũng có đầy đủ nội thất như giường, chăn ga, gối nệm kết hợp với bàn phấn, bàn trang điểm và tủ áo âm tường phía sau đây quý vị nhé. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ hai này. Mình cùng di chuyển tiếp lên khu vực lầu trên để tham quan chi tiết ở trên. Khu vực lầu trên này có thêm phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ tư quý vị nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ tư dùng chung cho phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ tư. Kế bên đây là phòng ngủ thứ ba quý vị này. Phòng ngủ thứ ba này sẽ có cửa sổ cũng như là ban công phía sau đây quý vị.
Đây là phòng ngủ thứ tư này. Phòng ngủ thứ tư này rất là rộng và có ban công phía trước ở đây quý vị nhé. Một căn nhà sổ Hồng Diên có diện tích ngang 4, dài 15 mét, có hướng Tây. Khu vực này thì đang có 4 năm căn, hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc đều có hết. Mỗi căn có mỗi vị trí và giá tiền khác nhau. Quý vị hãy liên hệ với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Trên đây là khu vực sân thượng của căn nhà này. Ở đây là sân thượng trước, sân thượng sau. Và trên đây thì được chủ nhà lót gạch đỏ ở đây rất đẹp. Mình lên đây kê máy giặt phơi đồ phía sau. Và phía trước mình có thể trồng cây cảnh và tập thể dục thể thao như căn nhà kế bên này quý vị nhé. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.